Tay chín rồi này. Chưa. Mẹ hái một quả cho Miu nhé. Đây, quả này đây. Wow. Thơm không? Mấy chim. Mẹ hái nhiều về cho Miu ăn nhé. Miu có thích ăn cái này không? Miu giỏi quá nha. Thôi ăn thì thôi. Đi về mẹ dằn ra cho nhé. Khi cái mồm bẩn hết rồi. À cắn mẹ. Mẹ lau mồm cho em ạ. Tự hoạch thế nhé. Cho mình nhớ chưa này. Miu vào đây Miu ngồi nhé. Đây, đây con này. Em muốn lên người mẹ hả? Em muốn mẹ bé hả? Đây, mẹ cho em lên vai nhé. Chưa. Còn không nhỉ? Để xem nào. Để xem còn không nào. Để xem còn nhiều. Em còn nhiều không? Nè. Em ăn nữa không? Nè, của em này. Mình tìm mẹ về mẹ xay ra cho em ăn nhé. Xem nào, có không? Thế rồi, hôm nay thu hoạch thế thôi nhá. Để em về nhá. Nào, em về thôi nhá. Nào, về đây mẹ rửa dâu nhá. Rửa ơi, đi qua sang vào đây. Đây xem mẹ làm nhá. À, mẹ vào đây. Em ngồi xuống đây nhá. Thank you.
từ ngã vật ngã. À, sao đây mẹ? Ở đây nhé. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống cho mẹ rửa. Ngồi như đây mà. À, em bỏ thay ra nè. Chưa, tí nữa mẹ làm đi mà. Em làm sao nhé. Để em ngồi đây đã. Em bỏ thay ra. À, em ngồi đây. Dằm ra cho Miu ăn nhé. Quả này đẹp chưa? Miu trong này quả này đẹp chưa? Không biết hả? Nào, ăn cái này ngon mà. Tốt cho khoan nhá. Nào, con nào. Nào. Ô, sao thế? Thích ăn xìa hả? Mẹ lấy bình cho vào trong bình cho em mút nhá. Này em ngồi đây chờ mẹ thế nào. Ngồi đây em chờ em chờ mẹ nhá.
lớn hết lên đấy. Thằng này bé nhỏ luôn mà, mình làm cho em chơi. Thân